Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con được biết chùa mình đang xây dựng đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới. Con muốn phát tâm cúng dường thì phải làm như thế nào ạ? Ôi dồi, đơn giản thôi. Quá đơn giản mà cũng phải hỏi nữa. Trên chùa cũng có gì ạ? Có nơi tiếp nhận công đức xây tượng ở ngoài kia cũng có. Hoặc là không gì, bạch thầy cũng được, có sao đâu. Nếu mà sợ không dám bạch thì gặp các sư cô, các sư ông, các sư bác cũng được. Hoặc nếu mà sợ không gặp nữa thì mình cứ thành tâm lên Tam Bảo, lễ ba lễ và thì mình phát nguyện với Phật là gì? Con biết được cái thông tin nhà chùa đang muốn, đang làm tượng như thế, con thành tâm có như thế, vì gì thiên Phật tổ chứng minh cho rằng đem bỏ vào hòm công đức, thế cũng được mà, có gì đâu. Tâm xuất Phật chứng, đâu có cứ gì là phải gì, phải thầy biết tới đấy, thì chúng ta mới gì, mới có công đức đâu. Không quan trọng cái điều đó. Giờ đây thì cũng Phật tử hỏi thì thầy cũng nói nên cái tùy theo. Nếu mà chúng ta có điều kiện mà cúng được một cái cột á thì cái phúc này nó tất nhiên. Ngày xưa các cụ bảo làm chùa tô tượng đúc chuông. Trong ba việc ấy thập phương nên làm, công đức rất là lớn. Chúng ta có điều kiện, ngày xưa các gia đình, các dòng họ và Phật tử nào có điều kiện lắm họ cúng được một cái cột. Cột chùa, cũng được một cái cột chùa, thì cái cột đó chính là gì? Gọi là cái cột ở trong nhà cây gọi là cái trụ. Trong nhà chùa cây gọi là cái trụ. Trụ tức là cột, cái cây phúc. Cũng được một cái cột tức là gì? Đã trồng một cái cây phúc. Cái cây phúc đó bao giờ cái ngôi chùa đó còn, người lễ bái còn, sư trụ trì còn, người tụng kinh niệm Phật còn, người lễ bái á, thì cái phúc của chúng ta gì? Vẫn còn. Trừ rằng bao giờ ngôi chùa đó bị đốt, bị phá và san bằng đi để làm nhà trẻ, làm trường học, làm nơi gì, làm nơi công ty vân vân thế này khai thác, thì cái phúc của chúng ta gì có thể mới mất đi thôi. Nhưng nó mất ở cái chỗ đấy, nhưng mà nó lại sinh ra ở chỗ khác rồi. Vì chúng ta được phúc báo, chúng ta lại gì, lại được sinh vào gia đình giàu có, giàu sang, quyền quý, chúng ta lại cúng được tiếp những cái ngôi chùa khác, làm được nhiều việc phúc tiền khác, thì chúng ta lại gì? Lại được trồng được ngôi phúc khác lớn hơn rồi. Đó. Nó mất đi chỗ đấy nhưng mà nó lại sinh lại chỗ khác. Cho nên cũng không phải là nói là mất, nhưng mà không phải là mất đâu các quý vị. Mà hiếm những cái ngôi chùa mà bị mất như thế lắm. Ngôi chùa nào? Càng là cái ngôi chùa Hoằng Pháp, tức là cái ngôi chùa đó dành cho các Phật tử tu hành chân chính, tăng ni đều tu hành chân chính. Đông người đến thính pháp và học hỏi giáo lý của Đức Phật để cùng tu hành nhá, thì phúc của chúng ta càng lớn. Đó. Cũng là xây dựng một ngôi chùa, nhưng ngôi chùa cả năm có khi chỉ mở cửa vào mùng một ngày rằm thôi á, và ngày lễ ngày Tết thôi á, thì phúc chúng ta thì sẽ kém hơn. Giống như chúng ta có hạt giống tốt nhưng mà đem trồng vào cái mảnh đất gì ạ, khô cằn, thì chúng ta biết cái cây nó phát triển thế nào nhỉ? Rất gì? Rất yếu. Nhưng cũng là có hạt giống tốt nhưng đem trồng vào cái nơi gì, ruộng đất phì nhiêu, thì cây chúng ta sẽ phát triển gì? Rất tốt. Tương tự như vậy, đó là gì? Cũng là một đồng tiền đem đến cúng dường. Ngài Tịnh Không nói là cúng dường cho bậc chân tăng để hoằng dương Phật Pháp, phúc đó vô lượng. Cúng dường cho những kẻ gì? Những kẻ ác tăng ấy không có phúc, ngược lại lại còn gì? Đọa theo họ nữa. Cái này tôi nghe Hòa Thượng nói tôi giật mình. Trước đây tôi thì tôi cứ giảng cho Phật tử là cúng giảng bất cứ cho vị tăng nào đều có phúc. Nhưng mà sau khi nghe Hòa Thượng nói như vậy, tôi cũng phải giật mình và xem xét lại và suy nghĩ, Hòa Thượng nói như vậy có đúng không ta? Nghĩ lại cũng đúng thật. Nếu như mà một cái vị ác tăng, họ lợi dụng Tam Bảo để xuất gia nhưng không tu đạo, xuất gia ở trên gì? Thân thể hình tướng, có nghĩa là gì? Đầu thì cạo trọc, thân thì mặc gì? Pháp y của Phật. Nhưng mà cái việc làm thì gì? Tà. Việc làm tà, bất chính. Cho nên là kẻ đó chắc chắn sẽ gì? Sau khi mất đi sẽ làm thân trâu ngựa, đọa vào trong gì? Tam đồ khổ để mà kéo cày trả nợ. Và chúng ta biết họ là những cái kẻ gì? Ác tăng.
mà vẫn cứ theo, vẫn cứ gì mê, vẫn cứ theo và cung cấp cho họ, gọi là tòng phạm. Pháp luật nhà nước gọi là gì? Biết mà vẫn gì? Biết là kẻ đó là tội phạm nhưng chúng ta vẫn che giấu và vẫn cung cấp, vẫn nuôi dưỡng họ, gọi là tòng phạm. Như vậy, khi mà pháp luật mà tra xét ra, kẻ kia bị tù 10 năm thì ta ít nhất cũng gì? Cũng 3, 5 năm, 3 hoặc 5 năm. Đó. Cho nên tôi nghĩ lại cái quy luật vận hành của nhân quả Hòa Thượng nói đúng thật. Trước đây mình cứ nghĩ là cũng giảng cho tất cả các sư, xây dựng tất cả các chùa, chùa nào có phúc. Nhưng mà nghe Hòa Thượng nói như vậy, mình phải xem xét lại quy luật vận hành của nhân quả, mà thấy rằng nếu một cái ngôi chùa xây dựng lên chỉ để kinh doanh, tức là gì? Kiếm tiền, thu lợi, có phúc không? Không có phúc. Ngược lại, còn có tội. Đó, xây chùa mà có tội. Thời mạt pháp này, chúng ta không khéo, chúng ta bỏ tiền ra xây làm chùa tô tượng đúc chuông mà có tội. Có tội. Biến cái nơi gì? Thanh tịnh cửa Phật thành cái nơi kiếm tiền, thành cái nơi kinh doanh. Như vậy là gì? Tiếp tay cho giặc, phá gì? Tiếp tay cho ma, phá chỗ thanh tịnh của tu hành của Tam Bảo. Như vậy, Hòa Thượng nói, tôi giật mình và xem xét lại, có thể đúng như vậy, mà chắc chắn, theo luật nhân quả là đúng như vậy thật. Cho nên nay chúng ta cũng phải xem xét và suy nghĩ cho kỹ, phải tìm hiểu. Chứ không có là sau này khi mà chúng ta làm việc phúc nhưng mà lại bị tội thì lại đổ cho Phật thì không được, cũng không được. Chứ còn ở đây chúng tôi không dám nhận là ở đây chúng tôi là gì? Một ngôi chùa thanh tịnh hoàn toàn. Đã khi sống với đại chúng thì cũng có người này người khác. Thời Đức Phật còn tại thế vậy mà. Đức Phật còn có nhóm đệ tử lục quần tỳ khiêu tăng, lục quần tỳ khiêu ni luôn luôn phá ngài, luôn luôn phá ngôi Tam Bảo cơ mà. Đấy cũng là ma chướng gì ở cuộc đời này, thế gian này nó như thế đấy. Ngài, các ngài cũng muốn thể hiện cho chúng ta thấy thời chính pháp còn gì, còn như thế, thời Phật còn tại thế mà còn có những kẻ ác đạo nương vào cửa Phật để phá pháp của Phật như vậy, huống chi thời mạt pháp. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo, cần phải có trí tuệ, mà phải hộ trì Tam Bảo cho nó gì? Cho nó chuẩn. Là một Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết hộ trì Tam Bảo bằng cách làm gì? Chư Tăng không có chỗ ở, Phật tử tại gia chúng ta có trách nhiệm để cúng dường xây dựng chỗ ở cho Chư Tăng tu tập ở Hoàng Pháp. Điện thờ Phật, tức là mình gọi là chùa đó, Việt Nam chúng ta gọi là chùa đó, hư hỏng xuống cấp, tín đồ Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm để cùng nhau góp của góp công để tu sửa lại, làm cái ruộng phúc điền cho nhân gian, cho chúng sinh, cho thiên long bát bộ quy hướng vậy. Tranh ảnh tượng Phật mà hư hỏng trong kinh Địa Tạng nói là cũng nên gì? Tăng ni Phật tử thời mạt pháp này cũng nên cùng nhau tu sửa lại để làm cái chỗ quy thú cho tín đồ Phật tử lâu dài về sau, khiến cho biểu pháp của Phật là gì? Được trụ thế lâu dài thì chúng sinh sẽ có nơi để nương tựa vào để bỏ ác làm lành, lấy chư hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường để cho tội diệt phúc sinh. Sau khi xả bỏ báo thân á, không bị đọa vào ba đường ác đạo mà thường được sinh gì? Trời người, thậm chí là sinh về cảnh giới an lạc của mười phương chư Phật. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, chúng tôi không dám khẳng định là ở đây chúng tôi hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà nhìn đạo tràng, nhìn việc làm thì các quý vị biết, tuy không phải là một nơi hoàn toàn thanh tịnh như thời Đức Phật, nhưng dù sao, chúng tôi cũng không hành tà đạo ở trong cửa Phật. Chắc chắn điều đó là điều chắc chắn rồi. Không hành tà pháp, không mượn danh nghĩa của Phật để kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm áo, kiếm gạo, kiếm tiền ở trong cửa Phật. Đời sau tôi không biết. Nếu tôi còn sống ngày nào, còn trụ thế ngày nào, thì bất cứ một ngôi chùa nào tôi trụ trì, không cho phép là biến ngôi chùa thành cái nơi cơm áo gạo tiền. Mà phải biến thành đây, phải làm một cái nơi để cho tín đồ Phật tử và bà con nhân dân hướng tâm để học đạo, bỏ ác làm lành, lấy chư hành thiện.
Còn ở đâu đó, người ta có bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, người ta cố tình không hiểu, hoặc người ta cố tình không hiểu thầy trò chúng tôi hoặc đạo tràng chúng ta, thì đấy là quyền của họ. Quyền của họ. Mỗi người đều có cái quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Nhưng họ phát biểu phải đúng thì họ mới có phúc. Phát biểu không đúng, sai sự thật, bịa đặt ra thì họ sẽ bị gì? Quả báo, bị luật nhân quả sẽ chi phối họ. Đấy là việc của họ. Điều quan trọng, đối với tôi điều quan trọng nhất là chúng ta phải gì? Y giáo phụng hành, nương vào tam tạng thánh điển của Phật để mà tu tâm dưỡng tính. Trước hết là phải tu cho bản thân mình, sau mới có thể giáo hóa được người. Đó. Cho nên là cái này thì các vị là bảo cúng như thế nào cho đúng pháp. Ba la mật là gì? Là đúng pháp nhất. Ba la mật nghĩa là sao? Tức là mình không thấy mình là người đứng lên lên cúng, không thấy cái pho tượng Phật này là gì? Là chỗ để cho mình gì? Mình phải cúng. Hay là không thấy gì? Ông sư phải đứng lên nhận thì mới là gì? Đối tượng để cho mình cúng. Hoặc là gì? Thậm chí không thấy đồng tiền mình, không thấy tướng của mình á, chấp vào đó cái tướng của mình đồng tiền, phải có đồng tiền của mình pho tượng mới làm được, vân vân đó. Tức là không thấy mình là người cúng, không thấy Phật và sư là người nhận, và không thấy tiền là cái hình tướng tiền là của mình cúng vào đó. Cúng dường như thế là cái cúng dường cao tột nhất, gọi là cúng dường gì? Ba la mật. Cúng dường đó tức là học theo gì? Mười phương ba đời chư Phật đã từng cúng dường. Mà cúng dường như thế phúc báo vô lượng, không thể tính đếm hết được. Cúng là đồng tiền bỏ ra cúng dường. Nếu chúng ta còn chấp là gì? Bạch thầy, con cúng dường một pho tượng. Gọi điện cho thầy, thầy có ở nhà không thì con lên cúng. Bà bảo thầy có ở nhà thì con mới lên, thầy không ở nhà gì con không lên, là thầy nhà con mới lên. Có không? Có. Có một vài Phật tử, một vài đạo tràng trước khi lên cúng tượng gọi điện trước hỏi thầy có nhà không, thầy bảo không. Bảo, hôm nào thầy ở nhà? Bảo có việc gì không? Bảo con muốn lên cúng tượng. Thế bảo lên cúng tượng thì có các sư ở nhà, có các thầy ở trên trực chi khách, rồi có các thầy trực gì tam bảo, các thầy tiếp nhận. Các vị có đưa cho tôi cũng đưa cho các thầy mà, tôi có cầm đâu. Các vị biết tôi mấy năm nay tôi không cầm tiền mà. Xong rồi tôi lại phải đưa cho các thầy đi vào sổ để ghi sổ rồi hồi hướng cho các quý vị. Tuy các quý vị cầu cúng dường vô tướng, nhưng mà đã bảo á, đã đem lên ghi vào, chúng tôi đều bảo ghi vào sổ để cho biết để gì. Chư Tăng còn hồi hướng, cầu Phật Bồ Tát gia trì hồi hướng cho. Tôi có giữ đâu. Mà thậm chí chẳng có mà giữ, vào cửa trước nó ra cửa sau, nó ra cửa sau nó ra chỗ nào? Ra kia kìa, các quỷ ra được xem kia kìa. À. Mấy tháng trước chúng ta lên dự pháp hội, mấy tháng trước còn ở dưới gì ạ? Âm ở dưới gì? Ở dưới đất 2-3 mét. Nhưng 3-4 tháng sau lên các vị phải ngước lên mới nhìn thấy gì? Mới nhìn thấy Ngài rồi, nhưng mà Ngài chưa đâu, Ngài chưa thấy hình tướng của Ngài đó. Bây giờ mới đang chỉ là đang cái đế thôi, đang là cái tòa để gì, để Ngài ngự lên thôi. Sau này á, sau đó chúng ta phải đến, phải đứng tít ở ngoài kia là phải ngước lên mà, ôi Nam Mô A Di Đà Phật quý hóa quá, Ngài trang nghiêm quá, tố hảo quá.